Ngược nắng, chiều về cũng ngược nắng luôn. Chán thiệt. Ngược nắng rồi quay nó chá ánh sáng. Thôi, ghiền quá quay luôn. Lỡ chơi à. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Dẫn đường đến đồi cù suối Nghệ. Dẫn đường đến đồi cù suối Nghệ. Suối Nghệ. Đường này hai bên là rừng không à, không có nhà dân. Vui lòng giảm tốc độ. Đây chắc không có bắn đâu, nhắn que là ai rồi đi rồi bắn.
đi đằng kia chói nắng quá. Lâu lắm rồi không có đường này đi, có lần không biết nhớ đường. Này là ra quốc lộ 55. Đường này ban đêm chắc không dám đi. Vui lòng giảm tốc độ. Đường không có nhà dân, cho chạy có 50 sao chạy. Không có nhà dân, không có xe nữa. Chơi kỳ quá. Đó, đường thẳng băng luôn. Đâu có cua dốc nguy hiểm gì đâu. Hay là ông cập nhật không được. Lòng giảm tốc độ.